Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi tiêu điểm kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, cục thống kê quốc gia Trung Quốc hôm nay công bố dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của nước này giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong khi các ngành dịch vụ và xây dựng đều đứng trước nguy cơ thu hẹp. Tất cả những điều này đang đe dọa triển vọng tăng trưởng trong quý thứ ba của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, chỉ số quản lý mua hàng PMI sản xuất dù nhích lên 49,3 trong tháng 7 từ 49,0 của tháng 6, nhưng vẫn ở dưới mốc 50 điểm ngăn cách giữa tăng và giảm. Như vậy, PMI sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ năm liên tiếp, cho thấy tâm lý tiêu cực dài dẳng của các nhà quản lý nhà máy. Chỉ số PMI phi sản xuất tháng 7 giảm xuống 51,5 từ mức 53,2 của tháng 6. Chỉ số phụ về xây dựng một lĩnh vực sử dụng lao động lớn đã giảm từ mức cao 65,6 trong tháng 3 xuống 51,2 trong tháng này. Ông Su Tia nhà kinh tế cấp cao tại Economic Intelligence Unit, nói rằng hoạt động xây dựng giảm mạnh là dấu hiệu đáng lo ngại về vòng xoáy phá sản tiềm ẩn trong lĩnh vực bất động sản. Sản lượng của các nhà máy Nhật Bản được cải thiện trong tháng 6, lần đầu tiên sau 2 tháng. Dữ liệu của chính phủ cho thấy niềm tin ngày càng tăng của các nhà sản xuất nhờ nhu cầu mạnh mẽ. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp METI Nhật Bản hôm nay công bố dữ liệu cho thấy sản lượng tăng 2% trong tháng 6 so với một tháng trước đó trên cơ sở điều chỉnh theo mùa. Sản xuất trong lĩnh vực liên quan đến ô tô tăng 6,1%. Sản lượng linh kiện và thiết bị điện tử tăng 6,8% do các lô hàng tụ điện được sử dụng trong điện thoại thông minh tăng lên. Ông Taro Sato, nhà nghiên cứu điều hành tại Viện Nghiên cứu NYI cho biết, Sản xuất tại Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu trong nước ổn định, đặc biệt là đối với tiêu dùng tư nhân. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi có thể sẽ vừa phải do tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục chậm chạp do các nền kinh tế nước ngoài tăng trưởng chậm. Bộ trưởng Tài chính Philippines Benjamin Diono cho biết các cơ quan tiền tệ nước này có khả năng tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 8. Khi được báo giới hỏi vào tháng 8 Philippines có tăng lãi suất như cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã làm mới đây không? Ông Diono trả lời rằng, theo ông, quyết sách của Philippines không cần phải khớp với chính sách của Fed. Theo ông Diogno, các nhà hoạch định Philippines cần phải theo dõi chặt chẽ các chỉ số khác như lạm phát. Ông Diono dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia, dự kiến được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 tới, để thiết lập lại suất chuẩn của ngân hàng trung ương ở mức 6,25%, sau khi tăng 4,25% kể từ tháng 5 năm ngoái. Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ đang đề xuất tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu xe cơ giới vào năm 2032. Trong bản đề xuất, cục quản lý cho rằng chính quyền cần tăng các yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp thêm 2% mỗi năm đối với ô tô chở khách và 4% mỗi năm đối với xe tải nhẹ trong giai đoạn 2027-2032. Cơ quan này cũng đang đề xuất tăng 10% các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới cho xe bán tải hạng nặng và xe tải trong giai đoạn 2030-2035. Cũng theo đề xuất vào năm 2032, chủ sở hữu phương tiện có thể tiết kiệm khoảng 1.043 đô la Mỹ chi phí nhiên liệu suốt cả vòng đời của mỗi chiếc xe, đồng thời giá xe trung bình sẽ tăng thêm 932 đô la Mỹ. Cục quản lý cho biết quy định này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất xe cơ giới sử dụng động cơ đốt đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, cải thiện an ninh năng lượng. Trước báo cáo kinh tế không khả quan, Quốc vụ Viện Trung Quốc hôm nay ban hành các biện pháp khôi phục và mở rộng tiêu dùng trong lĩnh vực ô tô, bất động sản và dịch vụ nhằm phát huy đầy đủ vai trò của tiêu dùng trong phát triển kinh tế. Quốc vụ viện cho biết, trong một tài liệu rằng chính phủ sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng sạc điện để thúc đẩy mua nhiều phương tiện năng lượng mới hơn, hỗ trợ nhu cầu nhà ở bằng cách mở rộng nguồn cung, nhà cho thuê giá rẻ và khuyến khích du lịch bằng cách yêu cầu chính quyền địa phương giảm hoặc miễn phí vào cửa tại các khu danh lam thắng cảnh. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,3% trong quý 2 vừa qua, mức tăng trưởng được đánh giá là chậm chạp do nhu cầu suy yếu, ở cả trong và ngoài nước. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á hôm nay giao dịch phiên cuối cùng của tháng, nhưng cũng mở ra tuần mới, hứa hẹn sôi so động. Trong tuần này, nhiều công ty sẽ công bố nhiều báo cáo kinh tế lớn. Nhiều chỉ số chứng khoán tại châu Á có xu hướng tăng trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương-Trần Nhật Bản tăng 0,1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản phiên hôm nay cũng tăng 1,34% để lấy lại mức trên 33.000 điểm. Các nhà đầu tư hiện vẫn đang cân nhắc tác động của quyết định gây sốc vào cuối tuần trước của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOJ, về việc dỡ bỏ giới hạn lãi suất trái phiếu. Ông Abrian Zuercher, giám đốc đầu tư và trưởng bộ phận phân bổ tài sản toàn cầu tại UBS nói, Chúng tôi nghĩ rằng họ đang đi đúng hướng, họ đã bắt đầu di chuyển một chút và dịch chuyển đường kiểm soát đường công lợi suất một chút. Động lực cho cổ phiếu châu Á phiên hôm nay cũng tích cực sau dữ liệu của Mỹ, cho thấy chi phí tiền lương và lạm phát lõi giảm. Điều này thúc đẩy hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ thực hiện thắt chặt chính sách. Ông Brad Peters, CEO của BGIM, nhận định, lạm phát được kiểm soát tốt hơn nhiều so với năm trước. Fed đang đi đúng hướng, nhưng còn lâu mới có thể tuyên bố chiến thắng do đó fed rất dễ bị phụ thuộc và hơi mơ hồ và điều thật sự độc đáo về thực tế này là thị trường đang chấp nhận sự mơ hồ đó còn ông bruce Cashman, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế tại J.P. morgan cho biết dữ liệu bất ngờ của mỹ củng cố niềm tin rằng lạm phát lõi toàn cầu bao gồm cả trung quốc sẽ giảm mạnh và tạo tiền đề cho việc fed tạm dừng chính sách tăng lãi suất liên quan đến kinh tế trung quốc chuyên gia jutcher nhận định Chúng tôi thấy các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang nỗ lực để củng cố niềm tin giữa các công ty tư nhân, giữa các nhà đầu tư, và họ thực sự nhận thấy một số hạn chế. Và tôi nghĩ việc nhận ra những hạn chế chính là điều mà thị trường muốn thấy. Ngoài dự báo về hoạt động của các nhà hoạch định chính sách, tuần này thị trường sẽ chịu tác động của một loạt các báo cáo kinh tế như kết quả cuộc khảo sát ISM của Mỹ về sản xuất và dịch vụ, báo cáo bản lương tháng 7 và lạm phát châu Âu, kết quả cuộc khảo sát tình hình sản xuất tại Trung Quốc, Liên quan đến thị trường hàng hóa, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á phiên sáng nay ổn định ở mức 1.957 đô la Mỹ một ounce. Giá dầu đã tăng trong 5 tuần liên tiếp do việc cắt giảm sản lượng của OPEC cộng, khiến nguồn cung bị thắt chặt. Tới phiên hôm nay, dầu Brent giảm 9 cent còn 84,9 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô của Mỹ giảm 6 xu xuống còn 80,52 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, Pakistan được biết đến với những thành phố có lịch sử phong phú và những ngọn núi nguyên sơ. Nhiều người cho rằng nếu chính phủ đưa ra được các biện pháp khuyến khích phù hợp, thì dựa trên những tiềm năng đó, ngành du lịch có thể phát triển đủ để giúp vực dậy nền kinh tế của đất nước, vốn đang trong một cuộc khủng hoảng tài chính. Miền Bắc Pakistan là quê hương của dãy Himalaya, Karakoram và Hindu Kush, ba trong số những dãy núi cao nhất thế giới, từng là điểm đến phổ biến của những người ưa khám phá và thích leo núi, Số lượng du khách đã giảm do đại dịch Covid-19, tuy nhiên gần đây nhiều du khách đã bắt đầu quay trở lại, qua đó cho thấy sự phục hồi trong ngành du lịch, vốn là huyết mạch cho cộng đồng người dân ở Thung lũng Hunza. Bà Prehana Baven, một người bán cà phê cho biết, đây là một trong những khu vực xinh đẹp trên trái đất, thung lũng và đỉnh núi tuyệt đẹp là yếu tố thu hút chính đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước. Du lịch là phương tiện duy nhất để chúng tôi kiếm kế sinh nhai, vì chúng tôi không có các ngành khác. Vì hầu hết người dân ở đây biết nói tiếng Anh là một trong những nền tảng tốt để thu hút du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, tính cách thân thiện của người dân cũng là một lợi thế. Anh Yannick, một du khách thăm thun lũng Hunza cho biết, Thật đẹp, cho đến bây giờ chúng tôi đã ở đây được 3 tuần và chúng tôi yêu con người ở đây và cả những ngọn núi. Chúng tôi là những người thích núi nên đây là địa điểm hoàn hảo để du lịch. Bạn của Yannick cũng rất thích người dân ở Hunza. Cô nói, mọi người rất thân thiện và hào phóng. Để có thể phát huy tiềm năng, người dân địa phương nói rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng sức hấp dẫn của Pakistan, với tư cách là một điểm đến du lịch, đặc biệt trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông Osama Yashibut, một du khách địa phương, cho biết, Du lịch là giải pháp nhanh chóng và khả thi duy nhất để thu hút khách nước ngoài có thể mang về ngoại tệ, và điều đó có thể giúp Pakistan vượt qua khủng hoảng. Chính phủ nên cố gắng thúc đẩy du lịch, tạo cơ sở hạ tầng tốt hơn và khuyến khích để thu hút khách du lịch nước ngoài. Chỉ vài năm trước du lịch là một ngành công nghiệp mang lại cho Pakistan hàng tỷ đô la Mỹ. Với di sản văn hóa phong phú, phong cảnh đa dạng và vẻ đẹp tự nhiên, tiềm năng du lịch của Pakistan vẫn còn đó. Những người trong ngành cho rằng chính phủ cần đưa ra các ưu đãi để thổi luồng sinh khí mới vào lĩnh vực nhiều tiềm năng phát triển này. Của khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền hình đồng nai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại